Tôi là Tên tôi là, được chưa? tôi gọi là Tên tôi là Hoàng Văn Sáng, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1982, số căn cước là 025082014, 025082016145, ngày cấp là 30 tháng 9 năm 2023, nơi cấp là cục trưởng cục cảnh sát về trật tự xã hội, hộ khẩu thường trú là khu Tranh Ngoài, xã Bình Phú, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tên chủ sử dụng là công ty Pomosa, thời hạn 3 năm, ngày dự kiến ngày bay là ngày 17 tháng 10 năm 2023. Bên B cho vay vốn là ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1987, số hộ chiếu là 025087000614, ngày cấp là 10 tháng 7 năm 2021, nơi cấp là cục trưởng cục quản lý về hành chính và trật tự xã hội, hộ khẩu thường trú là Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Bên bảo lãnh là bà Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1983, số căn cước công dân là 02518300959, cấp ngày 13 tháng 8 năm 2021, nơi cấp cục trưởng cục cảnh sát về trật tự xã hội, hộ khẩu thường trú khu kênh Tranh Ngoài, xã Bình Phú, huyện Phú Thọ. Quan hệ với người vay tiền là vợ. Số điện thoại là 0326245016. Số tiền vay là 200 triệu. Lãi suất 0 đồng. Thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh, hết ngày hợp đồng. Vay là ngày hết hạn hợp đồng vay là ngày 17 tháng 4 năm 2024, còn nhằm mục đích sang Đài Loan không bỏ trốn nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty nhà máy điện dưỡng lão chủ sử dụng, cư trú bất hợp pháp. Công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông bà phải đặt cọc 200 triệu đồng Việt Nam cho công ty xuất nhập khẩu lao động. Nhưng ông bà không thể chuẩn bị được số tiền đặt cọc trên nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1987, cho vay số tiền trên. Cam kết của bên bảo lãnh, tôi là Nguyễn Thị Lý, xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà. Tôi là ông Hoàng Văn Sáng, số tiền vay 200 triệu đồng Việt Nam với lãi suất 0 đồng trong thời gian 6 tháng từ ngày xuất cảnh mà ông Hoàng Văn Sáng bỏ trốn khỏi nơi cư trú làm việc, trở thành lao động bất hợp pháp, thì tôi sẽ phải bồi thường số tiền trên cho ông Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ sử dụng lao động chưa sử dụng thông báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền trên thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền tiến tịch thu tài sản nhà cửa đất đai với giá trị tương đương 200 triệu đồng Việt Nam, và tôi không được phép kiện tụng bất kỳ điều gì. Tôi tự nguyện để làm các giấy tờ gốc để làm đảm bảo căn cước công dân hai cái, giấy kết hôn với khai sinh của con. Nếu đến ngày 17 tháng 4 năm 2024 ngày cắt hết hạn hợp đồng vay tiền là 6 tháng, ông Hoàng Văn Sáng bên bay không bỏ trốn thì giấy vay nợ này vô giá trị, sẽ không còn nợ bất kỳ một đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu, và mọi giấy tờ mà bên bay để lại sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sợ nói nhiều không có bằng chứng nên tôi đặt giấy vay tiền này là bằng chứng kèm theo video cam kết của người lãnh đạo. Chúng tôi xin làm sự toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2023. Giấy vay nợ này được in thành 3 bản với bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. Bên bảo lãnh ký là những thứ. Anh chị có hiểu cái giấy này chưa? Anh chị có thắc mắc gì về giấy này không?